Trung tướng Nguyễn Long Cán, Tư lệnh Quân khu 5 đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thời gian qua và triển khai một số giải pháp cần thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Hơn một tháng qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Quân khu 5 đã phối hợp chặt chẽ với địa phương, các đơn vị của Bộ đứng chân trên địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, tổ chức truy vết, khoanh vùng, dập dịch, phối hợp với đoàn công tác của Viện Y học Dự phòng Quân đội, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo quy định. Đến nay, quân khu đã tổ chức tiếp nhận cách ly y tế cho gần 6.000 công dân tại 25 điểm cách ly trên địa bàn, điều chỉnh kế hoạch, công tác huấn luyện phù hợp với nhiệm vụ phòng chống dịch. Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu lãnh đạo chủ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và các hướng dẫn của Bộ Y tế, Cục Quân y về công tác phòng chống COVID-19. Bên cạnh đó, duy trì nghiêm nhiệm vụ huấn luyện, công tác sẵn sàng chiến đấu, đồng thời hoàn thành tốt mọi công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu quân khu nhiệm kỳ 2020-2025.